kìa, ông là ai? Một gã ăn mày à? Vậy mà tôi tưởng, à, ông cần gì? Bạc tiền hay cơm gạo? Nếu như vậy, ông muốn gì? Cầm ngay, gan mày hỗn láo. Ngươi là ai? Là ai? Hả? Trần Bảo, anh vẫn còn sống. Đừng báo ơi, em xin anh chớ tới gần. Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen ô nên đành phải quay lưng cúi mặt trốn chạy người xưa để cố quên đi chuyện tình ngang trái. Cho dù lòng em vẫn còn thương còn nhớ, những kỷ niệm vui buồn
diện dự nhân khốn khổ thay con tàu lá lai nghịch cảnh trớ chứ rồi đời dấu bé dù không lối đâu.